À, đây nó là cái chiếc máy bay trực thăng Herald, nhân vật trong phim hoạt hình Thomas and Friends. Đây nó là hàng chính hãng của Mỹ. Đây có thể thấy nó là cái phiên bản giới hạn. À, cái chiếc máy bay nó có bốn cái bánh nhỏ ở bên dưới, chủ yếu là chỉ để đẩy cho nó như vậy thôi, chứ còn thực sự mà nói là không có đẩy đi chạy được đâu, tại vì cái bánh xe nó nhỏ xíu mà.